Kính chào quý vị và các bạn, Hồng Dao rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong chương trình cập nhật những thông tin nổi bật trong ngày của báo Người Lao Động. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Hiện nay, ngày lễ Giáng sinh không chỉ phổ biến với người Công giáo mà rất nhiều người thuộc mọi tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau cũng đều tham gia các hoạt động vui chơi giải trí trong ngày lễ này. Mặc dù ngày lễ này đã lan rộng khắp toàn cầu, trong đó có Việt Nam, ngày lễ Giáng sinh thường diễn ra trong 2 ngày, bắt đầu từ tối ngày 24 tháng 12 đến hết ngày 25 tháng 12. Theo đó, lễ chính thức là ngày 25 tháng 12, còn gọi là lễ chính ngày, còn lễ đêm 24 tháng 12 gọi là lễ vọng. Ngoài ý nghĩa tôn giáo, Giáng sinh còn là một ngày lễ mang tính chất văn hóa xã hội. Đây là dịp để mọi người cùng nhau quây quần sum họp, trao tặng cho nhau những món quà lời chúc tốt đẹp, thể hiện tình yêu thương và sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình, bạn bè và cộng đồng. Giáng sinh cũng là dịp để mọi người cùng nhau suy ngẫm về ý nghĩa của cuộc sống, về những giá trị tốt đẹp của lòng yêu thương, sự chia sẻ và tinh thần đoàn kết. Từ các khu chợ, trường học, trung tâm thương mại, người dân ở nhiều nước trên thế giới đang náo nức chuẩn bị chào đón lễ Giáng sinh và năm mới. Tại nước Anh, người dân tham gia cuộc thi chạy Ông Già Noel gây quỹ từ thiện ở London. Trong khi đó, trẻ em háo hức vui chơi tại hội chợ Giáng sinh ở Merida, Tây Ban Nha. Người lớn tham gia mua sắm tại hội chợ Giáng sinh ở Madrid, Tây Ban Nha. Tại nhiều nước châu Á như Việt Nam, Thái Lan, lễ Giáng sinh cũng được tổ chức trang trọng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh mạnh khiến cả miền Bắc rét và buốt. Nhiệt độ đo được lúc 6 giờ sáng ngày 23 tháng 12 ở đỉnh Mẫu Sơn, Lạng Sơn, âm 0,4 độ C, Sapa, Lào Cai 4 độ C, Cao Bằng 7 độ C, Hà Đông, Hà Nội 10,4 độ C. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Hà Nội ngày 24 tháng 12 ít mây, sáng sớm có nơi có sương mù, không mưa, ngày nắng, trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 9 đến 11 độ C, nhiệt độ cao nhất 17 đến 19 độ C. Gió Đông Bắc cấp 2-3, dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai 25 tháng 12 2023, khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày nắng, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trời rét đậm, đêm nền nhiệt độ giảm sâu xuống 9 độ C. Trên địa bàn huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, nền nhiệt độ đã xuống dưới 2 độ C. Tại đỉnh Kháo Nhà, giáp ranh giữa xã La Bán Tẩn và xã Cao Phạ đã xuất hiện băng giá. Ông Phạm Tiến Lâm, bí thư đảng ủy xã La Bán Tẩn, huyện Mù Cang Chải cho biết, do không khí lạnh tăng cường, những ngày qua nhiệt độ đây xuống thấp, có nhiều nơi đo được chỉ 2 độ C và nhiều điểm đã xuất hiện băng giá. Đường lên đỉnh Phan Xipang Sapa xuất hiện băng giá ở điểm cao 2.300 m so với mực nước biển. Băng giá đã phủ trắng các cành cây, thảm cỏ ở khu vực này. Càng lên trên đỉnh núi, gió thổi mạnh, băng càng thưa, băng giá cũng xuất hiện vào khoảng 10 giờ cùng ngày. Trên đỉnh núi Lão Thẩn, thuộc xã Y Tý, huyện Bát Sát, tạo nên khung cảnh thiên nhiên thú vị. Băng giá phủ một lớp mỏng trên cành cây và thảm cỏ ở khu vực đỉnh Lão Thẩn. Lãnh đạo xã đã chỉ đạo các trường học có giải pháp tăng cường chống rét cho học sinh, nhất là ngừng mọi hoạt động ngoài trời, đồng thời thành lập các đoàn đi kiểm tra công tác phòng chống đói rét cho đàn gia súc. Hiện trên địa bàn xã chưa có trâu bò chết do đói rét. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm phổ biến từ 7 đến 10 độ C. Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 4 đến 7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 2 độ C. Ở Bắc Trung Bộ phổ biến từ 10 đến 13 độ, ở khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 13 đến 15 độ. Đợt rét đậm rét hại diện rộng này ở Bắc Bộ, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An còn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 25 tháng 12. Trong đợt rét đậm rét hại này, ở khu vực Trung Du và vùng núi phía Bắc có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nên ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời tiếp tục rét đậm, vùng núi rét hại. Những ngày nay, người dân Hà Nội bất chấp giá rét ở thủ đô để đổ về nhà thờ lớn Hà Nội tận hưởng không khí Giáng sinh 2023. Giáng sinh là một trong 6 ngày lễ quan trọng của năm của người Công giáo. Tại Hà Nội, mỗi dịp Giáng sinh đến các trung tâm thương mại, cửa hàng đều được trang trí lộng lẫy thu hút lượng khách đông đảo. Các nhà thờ ở thủ đô được trang trí lộng lẫy để chào đón Giáng sinh. Cây thông Noel cũng được dựng ngay trước cửa nhà thờ với đèn điện, dây kim tuyến. Bên trong, xung quanh nhà thờ đều được trang trí những ngôi sao phát sáng. Đây cũng là biểu tượng không thể thiếu trong đêm Giáng sinh tại các nhà thờ. Nhà thờ lớn Hà Nội cũng được trang trí lộng lẫy để chào đón Giáng sinh. Cây thông Noel lớn được dựng ngay trước cửa nhà thờ lớn Hà Nội. Đây được coi là cây thông khổng lồ nhất tại Hà Nội trong nhiều năm qua. Chiều cao của cây thông là 16 m, được trang trí bằng các vật phẩm quen thuộc như quả cầu, đèn điện, dây kim tuyến.
Bên cạnh đó, tiểu cảnh thang đá nơi Chúa Giáng sinh được lắp đặt theo lịch sử của người Công giáo vào đêm ngày 24 tháng 12 là thời điểm Chúa Giêsu Giáng sinh nơi hang đá và đặt nằm trong một máng cỏ có các mục đồng và nhờ chiên lừa sưởi ấm trong đêm lạnh. Những ngày này, nhà thờ lớn là địa điểm của người dân chọn làm nơi đón Giáng sinh. Vào các buổi tối, một lượng khách rất lớn có mặt tại đây tạo ra một không khí náo nhiệt. Hơn thế, dọc các con phố như nhà thờ, hàng trống đều trở nên thay da đổi thịt. Xung quanh nhà thờ được trang trí trang hoàng cầu kỳ, công phu và rực rỡ với nhiều tiểu cảnh. Nhiều người dân thủ đô tới tham quan, chụp ảnh lưu niệm mỗi dịp Giáng sinh. Người dân bất chấp giá rét để đổ về nhà thờ lớn Hà Nội tận hưởng không khí Giáng sinh 2023. Lễ Giáng sinh chính thức là ngày 25 tháng 12, lễ 9 ngày, đêm 24 tháng 12 gọi là lễ vọng. Như thường lệ, vào đêm lễ vọng sẽ có chương trình hoan ca, canh thức để đón Giáng sinh vào lúc 20 giờ. Cũng liên quan đến thông tin về đợt không khí lạnh tăng cường từ phía Bắc xuống, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8. Vùng biển Trung Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau. Khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa. Có gió cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, biển động rất mạnh. Ngoài ra, ngày và đêm 23 tháng 12, ở vùng phía Tây khu vực giữa, khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa và vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Cảnh báo ngày và đêm 24 tháng 12 ở Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-3,5m, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, sóng biển cao 5-7m, biển động rất mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 4-6m, biển động mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khai thác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Những thông tin thời sự mới nhất sẽ được chúng tôi cập nhật ở những chương trình tiếp theo. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh YouTube của Báo Người Lao Động để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.